Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Thế vừa mới bàn ra bên Asus lút đồ lút quà về xong, xong mấy ông anh bảo là thứ hướng dẫn nhất của chúng tôi là chiếc cạc AMD kia. Nhưng không, đây anh em nhìn này, đây là cái gọi là battleship của Asus. Và trong này đây chúng ta sẽ có đó chính là một chiếc vỏ cây được mod. Và theo như mình biết thì nó sử dụng cái vỏ giống như của vỏ thơm một tách nhỉ, hay không rõ lắm. Nhưng mà trong này thì đang có là X670E Tai Chi này, dùng chiếc RX356750XT. Cấu hình không cao nhưng mà quan trọng là cái vẻ ngoài của nó, anh em nhìn này, rất là đẹp luôn. Như đường ống nó được customize lại cực kỳ là chất. Và đây là ống cứng nhá, đây là ống cứng không phải ống mềm nhá. Ống cứng mà vẫn bẻ ra những cong cực kỳ đẹp nhỉ luôn. Quá là hấp dẫn luôn. Bên này thì lại có những cái sản phẩm khác. Đây là chiếc vỏ cây đã được mod và thêm cái gọi là cái figurine của Asus anh nhỉ. Đây là figurine của Asus và đây là vỏ nhìn như được CNC này, CNC custom luôn này, và sử dụng cái cạc Aqua của Asus luôn. Yeah. Model Gen Yeah dùng đây là Intel anh em ạ, Z790 với cả Radeon RX 7900XT. Còn bên này thì là combo của anh em nhà Martin, nhà Blast, là chiếc đây là chiếc P6 phải hay P bao nhiêu ấy của Thermaltake. Nhưng mà ở trong này sẽ là chiếc mainboard Aqua Z690 và chiếc cạc Aqua 7900XTX được luôn anh em ơi. Và cùng thì đây sẽ là, mình đoán đây là những cái người chiến thắng của những cái cuộc thi là kiểu làm PC custom cho Asus ấy. Và bên này thì cũng thế, một bộ máy rất là sai, à không phải, cái gì nhỉ, cái kiểu cái gì punk nhỉ, em quên gì tên rồi. Nói chung là cái gì, nó là ống ấy, cái kiểu thế. Và là của Mark Fabrication, sử dụng chiếc X670E Tai Chi. Và mỗi thời gian không có cảng màn hình anh em ạ, chả có gì khác. Nói chung là, đấy nó là Asus có cái hay như thế này, mà lại chỉ ra cho mỗi con cảng. Đấy, Asus cũng có những sản phẩm cực kỳ hấp dẫn anh em nhá.